Bà trùm Đại Nam bất ngờ bị tố đeo dây chuyền kim cương phách, còn trông ảnh của người ta, rốt cuộc chuyện này là sao? Nhắc đến bà trùm Đại Nam, Nguyễn Phương Hằng, netizen làm sao có thể bỏ qua bộ sưu tập kim cương viên nào viên nấy to như hột mít thường xuyên được bà cho lên sóng cơ chứ? Thậm chí, nhiều người thay vì tập trung nghe nữ CEO đàm đạo chuyện này chuyện kia thì chỉ chăm chăm soi xem hôm nay bà chủ Đại Nam sẽ mang nhận đính ngột xoàn nào, sẽ đeo dây chuyền trong hoành tráng ra sao. Trong lần xuất hiện gần nhất, bà Phương Hằng tiếp tục giữ phong độ khi trình làng một mẫu trang sức mới với thiết kế lạ mắt, và đương nhiên, sợi dây chuyền cũng được đính phun kim cương. Khác biệt là mới đây, chính sợi dây chuyền này lại trở thành chủ đề gây bàn tán xôn xao khi nhiều người cho rằng bà chủ Đại Nam đang xài hàng phết, thậm chí là còn mượn ảnh của người khác không xin phép. Thông tin này khiến không ít người cảm thấy hoang mang vì với khối tài sản khổng lồ mình sở hữu lại sẵn có đam mê với kim cương, chuyện nữ CEO dùng hàng nhái xem chừng hơi khó tin. Tìm hiểu ra mới biết, lần này đúng là bà Phương Hằng gặp tai bay họa gió thật. Hóa ra, mọi ồn ào khởi nguồn từ bài đăng của một netizen tên NH thoạt nhìn có vẻ rất hâm mộ nữ CEO. Netizen này đã nhiệt tình đi spam bài ở khắp mọi nơi về thông tin được cho là xuất xứ của chiếc dây chuyền nữ CEO đeo. Theo netizen tốt bụng, chuỗi vòng của bà Phương Hằng có giá tới 130 tỷ và được thiết kế như một con đại bàng đang tung cánh. Thậm chí người này còn đính kèm bức ảnh chụp cận mặt dây chuyền để mọi người quan sát kỹ hơn. Vấn đề ở đây là hai bức ảnh được đính kèm đó thực chất là của một tài khoản Instagram nước ngoài đăng tải từ hồi tháng 3 năm 2021. Một số người còn cho rằng NH chính là nhân viên dưới trướng bà Phương Hằng, được bà trả tiền để post bài PR dùng. Kết hợp những yếu tố trên, nghi vấn bà trùm Đại Nam xài dây chuyền kim cương fake mới nổ ra. Tuy nhiên, rõ ràng là không thể chỉ nhìn hai mẫu trang sức na ná nhau mà quả quyết cho rằng bà Phương Hằng xài hàng fake được, bởi rất có thể nữ CEO chỉ đưa kim cương cho bên thiết kế. Còn họ thiết kế như thế nào lại là chuyện khác. Bên cạnh đó, nếu soi ra thì rõ ràng hai thiết kế này không giống nhau hoàn toàn. Chưa kể đến việc, bà Phương Hằng cũng chưa từng lên tiếng khẳng định giá trị sợi dây chuyền của mình. Mọi thứ đều do netizen kia tự tung tự post thôi.